Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua carbon đến từ thương hiệu của Gusto Launcher. Đây một hãng xe chính hãng của Made in Taiwan các bác nhé. Vâng, được sử dụng cấu hình của Sora. Giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây một mẫu xe carbon mới nhất về tại cửa em. Cái tông màu rất là đẹp các bác nhé. Màu đỏ đấy, màu đen trắng, những đường sơn màu đỏ, lộ vân carbon. Gusto Launcher. Cần lướt qua hình thức tổng thể xe. Có thể lên Google tìm hiểu. Càng carbon, nguyên zin của Gusto. Chiếc xe hình thức còn rất là mới các bạn nhé. Yên cũng còn mới. Cọc yên của Gusto nguyên zin. Cái bộ phanh ba mảnh của dòng xe đua. Vâng, chiếc xe được trang bị 9 tầng lip. Lip còn khá là mới. Và củ đề của Shimano Sora. Phía bên đây đùi đĩa 2 tầng của Shimano Sora luôn các bác nhé. Và gạt đĩa của Sora. Đây một mẫu xe carbon giá rẻ, chỉ loanh quanh trên 10 triệu một chút thôi các bác thể sở hữu chiếc xe này. Với những bác mà yêu thích những dòng xe carbon nhẹ, đây một chiếc xe rất là phù hợp. Phốt và ghi đông nguyên zin của hãng Gusto. Với bộ tay lắp của Shimano Sora 9 tốc độ và 2 tốc độ bên đĩa cho xe 18 tốc độ thay đổi. Thì bên dưới khung thì có ghi có tem của Made in Taiwan các bác nhé. Xe mới đi tài bản chính hãng. Caminox. Cam này chống rỉ sét các bác đi trời mưa. Cả carbon này. Rất là đẹp. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao khung đứng của xe. Xe chiều cao khung đứng là 50 các bác nhé. Ngang là 52. Của các bác từ 1m63 đến 1m75 đi vừa chiếc xe này. Cái 9 tầng lip. Và cụ đề Shimano Sora lên lip. Vâng, chuyển động rất tốt, xuống lít. Phía tay phải bộ đùi đĩa 2 tầng của Shimano Sora. Xuống đĩa, lên đĩa. Quay rất là bon, chuyển động rất tốt.
Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Gusto Launcher, một chiếc xe được trang bị bộ group của Silverosura. Chiếc xe được bán tại cửa mức giá là 10.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Không quan tâm nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp quá tại cửa nha. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.